OK, xin so kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của em, Total Invest vào uh, phiên uh, giao dịch ngày uh, 1 tháng 6 các cái chị Hôm nay cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi nha. Thì uh, chúc cho các bé nhà của các anh chị chúng ta sẽ có một uh, ngày uh, 1 tháng 6 thật là vui vẻ các anh chị nhé. Rồi, uh, thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, xem qua cái sự vận động hôm nay của thị trường. Uh, thì trước hết là thị trường chung các anh chị ha. Hôm nay thị trường chung của chúng ta uh, Ờ, hôm nay thì chung của chúng ta cũng đã có những cái sự mà cố gắng kéo về lại ngưỡng ở vùng sát cái biên ở trên là vùng 1080 thì các cái phiên vừa qua đó mà cũng như là cái video gần nhất mà tuấn có chia sẻ với các anh chị chúng ta rằng là thị trường chúng ta nó đang hấp thụ lại những cái lượng cung bán chút lại ra tới cộng ở trên thị trường và cũng như là cái dòng tiền hiện tại nó đang tìm đến những cổ phiếu penny cho nên là khá là khó để mà thị trường chúng ta vượt được ngay những cái ngưỡng ở vùng 1080 này đó là là những cái ngưỡng tương đối là khó khăn thì nếu như mà các anh chị chúng ta bật thêm một cái 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 đường đường trung bình ha đường trung bình MA thì ở đây tôi cũng vừa mới thấy thêm được rằng là tại vì sao là cái mốc 1080 nó nặng thế mà lại không vượt được một cách nó mạnh mẽ như vậy à thì ra thì ra là các anh chị chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta tắt bớt những cái đường ngắn hạn đi thì thi ra là nó chạm lại đúng ngay cái đường trung bình động uh, ma 200 tức có nghĩa là cái cái đường trung uh, bình uh, uh, của thị trường chúng ta cái chỉ số trung bình là uh, đường 200 ở đây là 200 phiên đó các anh chị thì 200 phiên ở đây là nó đang gặp lại những cái ngưỡng kháng cự mà ma 200 là nó là cực kỳ là mạnh các anh chị chúng ta sẽ thấy ha nó càng cực kỳ là mạnh cho nên là bữa giờ là là, là 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 các cái phiên gần đây hoặc là các cái tuần gần đây là chúng ta không vượt được ở cái mốc 1080 là một cái lễ là là một cái lẽ là hết sức là bình thường thôi bởi vì đây là một cái gì à? cái kháng cự anh chị đây là một cái mốc kháng cự về gì ạ à? về dài hạn anh chị ra hơn 200 ngày là khoảng tầm là là, là 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 khoảng tầm là 6 tháng rồi là chúng ta cũng là quanh lại được cái mốc này đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cần phải có những cái sự hấp thụ Ấy, cần phải có những cái sự thay máu những nhà đầu tư và cái dòng tiền nó sẽ phải quay lại ha. À, thì uh, mới vừa rồi là chúng ta vừa mới được bơm một cái tin nữa đó chính là cái gì à? cái tháng 6 này sẽ là cái tháng mà được uh, được bơm thổi thông tin khá là nhiều đấy, bởi vì cái tháng 6 này sẽ là cái tháng mà uh, đáo hạn uh, các cái tiền gửi tiết kiệm. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau coi ha. Tiết kiệm tháng 6 2023. Đây đâu rồi nha, ừm, ừ, hình như bữa cái bài báo nó đâu mất tiêu rồi, đây 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 đây, hai nghìn tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm lãi suất cao sắp đáo hạn sẽ dịch chuyển tới đâu? thì em bữa là tốn đọc ở đây này khoảng tầm là tới mười uh, một triệu tỷ, là có nghĩa là khoảng tầm mười một mười một tỷ đúng không ta? triệu tỷ là có nghĩa là mười uh, một ngàn tỷ các anh chị, mười một tỷ. À, 11.800 tỷ. Không biết là mình đến đúng không nhỉ? Triệu tỷ thì suy ra là 3 số 0 trừ là nghìn tỷ đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là 11, ,11 820 tỷ là nghìn tỷ nha. 11.000. Rồi xong nó cho nhiều nó lặng nhằn vào. nói chung là nó rất là nhiều đi ha các anh chị ha. Thì nó sẽ đáo hạn trong khoảng tầm là tháng 6 sắp tới đây. Đó. Thay à, 11 triệu tỷ này. Ủa, nghìn tỷ răng 226.000 tỷ vậy là cái đó là phải nhiều quá trời không, không em cũng không biết phải đếm như thế nào lại lâu lắm rồi phải cứ đụng vô cái triệu tỷ này là là, là nó nhiều nó không quá mình cũng nhức đầu à, nói chung là nó rất là nhiều các anh chị. ấy à, thì đang được bơm khá là nhiều những cái thông tin tích cực cho thị trường rồi cộng theo là những cái đợt mà chúng ta vừa mới cái, cái tuần à, cái giữa tháng năm này là bơm thêm cái tin là giảm lãi suất nữa rồi tiếp tục là sẽ có thêm một vài cái đề xuất là nào là giảm vat để kích thích à, à, Uh, cầu của thị trường này rồi các thứ đó thì nhiều cái thông tin nó tích cực lắm, ha. cho nên á uh, Tuấn cũng tin rằng uh, Tuấn tin rằng với những cái động thái như vậy thì khả năng cao là chúng ta sẽ có những cái sự phản ứng. Cũng uh, bữa giờ thì các các anh chị chúng ta cũng thấy là các cái cổ phiếu nó cũng đã phản ứng một cách nó gọi là tương đối tích cực rồi. Dòng chứng khoán nó cũng tăng, dòng bất động sản nó cũng tăng rồi ngay cả là bây giờ là Benny của Bắp, cái dòng tiền nó từ 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 nó lan tỏa đến khắp các cái nhóm ngành ấy thì đầu tiên là các cái lớp tài sản mà nhạy, nhạy cảm với lại nhạy bén với lại là lãi là, 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 là suất nhất đó chính là bất động sản rồi là chứng khoán nó cũng đã chạy trước rồi đúng không à? rồi giải ngân vốn đầu tư công nó cũng đã chạy rồi thì bây giờ bắt đầu nó sẽ tới những cái uh, loại uh, tài sản hoặc là nó sẽ tới những cái hoạt động kinh doanh sản xuất ví dụ như là uh, xuất nhập khẩu này đó các thứ thì ví dụ như là những cái con mà xuất khẩu uh, tốt ví dụ như là ttf này đấy rồi uh, ASM cũng bắt đầu đi lên đúng không? Rồi với HC thì chưa. Với HC thì cũng đang mò 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 đi lên thôi. Rồi IDI rồi ADV các anh chị nó thấy không ạ? Đấy, nó từ từ nó cũng sẽ tìm tới những cái lớp tài sản hoặc là cái 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 những cái cổ phiếu nhóm ngành mà nó chưa có những cái sự bứt phá mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Đấy, nhưng mà khoảng tầm là 3 tháng tới thì cái câu chuyện kinh doanh nó sẽ khác và cái sự hỗ trợ đến từ nhà nước nó cũng sẽ dần được cải thiện và nó nó, 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 nó được tác động một cách tích cực tới những cái nhóm ngành à, xuất nhập khẩu như thế này Các anh chị ha Đó Cho nên là các anh chị cũng có thấy là cái dòng tiền mắt đầu đó lan tỏa dần ra rồi Và ngay cả đến cái nhóm ngân hàng ấy, Ngay cả đến cái nhóm ngân hàng thì à, cách đây 3 ngày à, Cách đây 3 ngày thì à, Tuấn cũng có nhắc tới cái nhóm ngân hàng Và Tuấn cũng tin rằng là khả năng cao là thị trường ta muốn kéo được á Là nó phải dùng cổ phiếu ngân hàng các anh chị Đây Đây này cái hôm mà ngày 29 tháng 5 thì kết cái phiên đó là những cái cổ phiếu ví dụ như là dòng chứng khoán nó kéo tôi nói là tốt vậy thì tôi cũng nói thêm ở đây à, VNN, vn và index nó muốn gì à? bước thoát được cái chỗ 1070 rồi thì khả năng trong tuần này thì em nghĩ là nó sẽ break out à, break out được 1080 nhờ vào cái gì ạ à? nhờ vào cái nhóm chứng khoán và cái nhóm ngân hàng này Đó, thấy không à, Thì mình thật sự là mình cũng rất là muốn để mà nghiên cứu những cái cơ hội nhóm dòng chứng khoán cũng như là nhóm dòng ngân hàng ở cái đoạn này để mà mọi người có thể đánh được thêm một cái đoạn nào đó nữa đấy, nhưng mà thật sự cũng tương đối là khó bởi vì cách đây ba cách đó ba ngày thì có chỉ có VND là có đạt được một cái điểm mua đấy đây được một cái điểm vi mà nó mua vào ha đó thì các anh chị mà thấy ở đây là nếu mà mua trong cách đây ba ngày là cái phiên đầu tuần ấy là rất là đẹp nhá thì các anh chị ta cũng thấy là hôm nay là VND vẫn tiếp tục xuất sắc đi lên và nó kéo theo những cái hiệu ứng cực kỳ là tích cực cho cái nhóm dòng chứng khoán là hôm nay cũng kéo lên tương đối là tốt này Ví dụ như BSI vẫn tiếp tục là những cái con mà nói chung là nó rất rất là khỏe và khả năng cao là nó sẽ chạy nước rút ở cái nhịp này. Đó. rồi CTS cũng nay cũng test cung rồi, cũng khá là đẹp, nói chung là dòng tiền vẫn giữ này, rồi FTS này nó vẫn chưa có gãy đâu mọi người. Mà từ những cái điểm mua của Tuấn cho mọi người đến bây giờ nắm giữ và thậm chí là ăn nhận cổ tức luôn. Thì mọi người đang lãi khoảng tầm là 55%. Đấy, thì cái điểm Tuấn mua là quanh cái ngưỡng vùng giá này, nếu mà Tuấn vẫn giữ tới bây giờ là lãi vừa lãi 55% mà còn vừa lãi thêm cái 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 cổ phiếu cổ tức nó đang về nữa nhưng mà không biết được rằng là khi mà cổ tức về là có lãi hay không thôi nha đó là mình cái đó là mình vẫn băn khoăn đấy thì thực sự là cũng đã đáng tiếc khi mà phải bán ra ở những cái nhịp mà nó chia cổ tức cái gì đấy nếu mà nó không chia cổ tức này, là 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 tài là tôi đã giữ tới bây giờ rồi ha à, chứ tôi không có bán đâu đấy rồi hay như ORS này cũng tiếp tục bò 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 đi lên này các anh chị có thấy nó bò 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 đi lên hay không ạ à? cực kỳ là hay và dòng tiền hôm nay vẫn tham gia vào rất là quyết liệt các anh chị nhé dòng tiền vẫn tham gia vào rất là quyết liệt Đấy. bởi vì sao là nếu mà các anh chị chúng ta bán ra ở những cái nhịp này này hoặc là những cái giai đoạn mà nó cứ kéo lên từ 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 từ, từ. các anh chị nó thấy nản đó chúng ta kéo đó. thì khi mà chúng ta bán ra rồi rất là khó để mà các anh chị chúng ta mua lại hoặc là chúng ta mua nó không có được quyết liệt hoặc là nó bằng với cái khối lượng mà chúng ta đã bán ra đâu rất là khó để mà các anh chị chúng ta canh chúng ta mua lại thực sự mà ai dám mua trên này hoặc là ai mà dám uh, Uh, mua cao bán thấp ở dưới đây thì thật sự là chỉ có trình độ cao hoặc là uh, chuyên môn nó phân tích kỹ thuật nó phải cao Thì các anh chị chúng ta mới thực hiện được những cái điều đó thôi Đấy, Còn mà bán ra được rồi là các anh chị chúng ta khó mua lại lắm ha Hoặc là chúng ta sẽ chê Chê cái gì à Không lẽ giờ mình mới bán ra giá ví dụ cho là các anh chị chúng ta mới bán ra giá 14 đi Không lẽ giá 13. Uh, mình nghĩ là nó về 13 nó sẽ gãy về lại 12.5 đúng không Nhưng mà nó không gãy mà nó quay ngược trở lại nó về lại 13.5 Ông lại mới bán 14 mà lại mua 13.5. Đó, cái 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 kiểu mà cứ suy nghĩ suy nghĩ như vậy hồi là uh, quyết định là không mua nữa và lúc đó là đi mua cổ phiếu khác. Đi mua mã cổ phiếu khác không thì mặc kệ quên mất cái cổ phiếu này và nó cứ thế là nó cứ lên thôi. Đấy, nó kiểu kiểu như vậy. Ha, thì đó cũng là một trong những cái sai lầm của các anh chị chúng ta khi mà thị trường mà nó đang sai quay mà cũng như là uh, cái 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 cổ phiếu nó gây ra những cái sự chán nản cho các anh chị chúng ta đấy là nó cứ liên tục nó như nào ạ à? nó, nó 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 rủ bỏ những cái lượng nhà đầu tư gì nào ạ à? à? đánh đánh ngắn ấy mà thay vào đó nếu mà các anh chị chúng ta giữ những cái vị thế ở những cái thời điểm dưới đây này chẳng hạn thì em chấp cho cổ phiếu nó chỉnh luôn mà đúng không ạ à? thậm chí là những cái đợt mà nó điều chỉnh từ vùng ngày về lại vùng ngày á là tốn mà chấp luôn cả việc chỉnh mà đúng không ạ à? thì cứ thế các anh chị chúng ta cứ nắm giữ dòng chứng khoán đi thì bây giờ các anh chị chúng ta đã thấy là cái cái sự lợi hại của, của cái việc là nắm giữ có cái, cái 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 sóng cái dòng cổ phiếu mà nó có sóng ngành đúng không ạ à? đấy có dòng tiền có sóng tiền và vào, và, và rất là mạnh và nó vẫn giữ nó chứ nó không giảm nhiều các anh chị nhé rồi những cả những cái con mà chạy sau như vrd cũng bắt đầu là nó vượt đỉnh rồi vượt kháng cự rồi nè xác nhận dòng tiền đi vào tiếp rồi à, thì nó các anh chị chúng ta cứ đạt được cái một cái mốc target đó thì chúng ta cứ cứ, cứ cứ cứ, âm thầm chúng ta nắm giữ đó thôi đấy bởi vì sóng to gió lớn mà ở đây khúc này thì em nghĩ là nó giống con SI những cái giai đoạn mà hồi mà tích lũy trở lại đấy đây này nó giống con SI giai đoạn này nè đó, trong khi là các cái mã cổ phiếu khác trong nhóm dòng mà uh, chứng khoán nó có thể nó chạy nhưng mà cái cổ phiếu này thì nó chưa chạy và sau đó sau khi mà cái nhịp mà nó rủ á sau khi mà nó nhịp nó rủ mạnh xuống dưới cái này này ấy, và nó bứt thoát đi lên nó đi lên thành chữ b luôn nó cứ đi lên cứ đi lên cứ đi lên dần 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 vậy đó đó thì nó giống giống như cái đoạn này của SSI cái nằm ở trên này đấy, thì vnd cũng đang tương tự như vậy ha nó cũng tương tự như vậy thì em nghĩ rằng cái mốc này này các anh chị ta cứ nắm giữ đi và cái target ở cái nhịp này nè, khi mà các anh chị chúng ta đã mua được ở những cái vùng giá 15, 16 ở đây rồi á, 15 x 16 ở đây rồi á, các anh chị chúng ta cứ giữ nó lên khoảng tầm là ít nhất cũng phải là 22 cho tới 23 nha, ít nhất cũng phải lên được 22, 23 các anh chị, nó không có thua kém gì những cái con kia đâu, có khi là nó chậm hơn hoặc là những cái con kia nó đã đi lên nhiều hơn rồi thì các anh chị chúng ta có thể sẽ băng khoăn cái điểm mua mới còn việc mà chúng ta nắm giữ đối là lại cổ phiếu VLD ở giai đoạn này là hết sức là tuyệt vời và thậm chí là trong những cái nhịp rung lắc sắp tới là các chị ta hoàn toàn có thể là gì ạ à, canh những cái điểm tham gia đấy rất là tốt các anh chị ha cho nên là, đừng, à, em không có chê VLD chỉ cái chê đoạn trước là nó nó nặng thôi nhưng mà sau đây thì khi mà dòng tiền nó vào xác nhận mà là Tuấn cũng đã nói là nó đổi đổi lái rồi nó đang cực kỳ là mạnh đổi lái lần này là nó nhiều tiền hơn rất là khủng khiếp so với lại là những giai đoạn trước đó thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là nó cực kỳ là mạnh và nó sẽ đi lên một cách nó nó nó, nó quyết liệt hơn các anh chị ha rồi rồi những mà cổ phiếu khác ví dụ như MVS cũng vượt đỉnh này vượt đỉnh xong thì nó cũng test lại thôi thì nó cũng sẽ dần dần nó mò mò đi lên thôi và nó khả năng cao nó sẽ còn một cái đoạn mà nó nhảy những cái gáp lên ấy thì những cái đoạn sau mà nó càng nhảy gáp thì các anh chị chúng ta càng cẩn thận ha nó có gáp lên thì các anh chị chúng ta cẩn thận ấy vì những cái khúc sau này này nó cứ mở gáp lên là các anh chị chúng ta không dám mua nữa đâu thời với các anh chị luôn nó mà cứ nhảy gáp lên là không ai dám vào nữa đâu đấy nhưng mà cứ thế là nó sẽ cổ phiếu nó sẽ cứ tăng à rồi ok hôm nay có con abs này hơi ảo ma thôi này ấy thì nhìn thật nhìn qua thì em vẫn có những cái sự là hơi về chừng chút xíu đối với là một vài cái cổ phiếu bởi vì nó cũng vào những cái vùng giá bay climax rồi và nó đang cho những cái phân kỳ âm đó nên là mọi người cẩn thận chút xíu thôi không không thành vấn đề còn mà vấn đề mua mới á, ở thời điểm hiện tại đó là nhóm dòng chứng khoán á, là em không khuyến khích mọi người mua nữa. Nếu mà có mua mới á thì cùng lắm là mình sẽ mua những cái con như con FBS này. Đó, cùng lắm là sẽ mua được những con như FBS này hay là những cái con nặng như SHS này là có thể là mua được. Nhưng mà cũng em cũng không thực sự là ham lắm ha, cũng không thực sự là ham lắm. Nếu mà cùng cái thời điểm đến bây giờ thì SHS nó cũng tăng được khoảng tầm là 40% từ cái vùng nền. Nếu mà cùng mua cùng lúc với lại là, là cái 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 nhịp mà mình mua MBS hay là rồi mua i mua SI rồi mua FT đó thì bây giờ nó cũng đạt ở đó khoảng tầm là 35 37% rồi này. Các anh chị mà thấy không ạ? À? Nó cũng sẽ lên thôi. Đấy, mặc dù nó nó lên ít ít ít, ít này rồi này, nhưng mà các anh chị thấy cái khối lượng và cái thanh khoản nó cực kỳ là nhiều á. Thử mà đội lái họ cầm trăm uh, triệu cổ phiếu, ví dụ hoặc là 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu gì đó. À, đúng là ở dưới vùng này đi, họ đã lãi rất là nhiều. Đấy, không phải là ít đâu. Hai à, các anh chị ha. Đó, bởi vì cái thanh khoản con này là một ngày và nó tới tận 10 triệu, 30 mấy triệu cổ phiếu như thế này nè, như muối bỏ biển vậy đó. đó. Nó là một triệu các anh chị chúng ta cầm dưới đây chúng ta đang lãi khoảng tầm là 3 tỷ. Đó, kiểu kiểu như vậy nha. Đấy thì nó phù hợp cho các anh chị nào mà cái 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 vốn lớn này, thích đánh to này, ấy cầm cả triệu cổ này, có 9 tỷ đồng ở vùng dưới đây à. Ấy mà bây giờ lên được 11.8 là đang 28 tỷ rồi. Ăn 30% như vậy rồi. Ngon không? Quá là ngon đi các anh chị. ha. Rồi, <laughs> Thì đó là về nhóm dòng chứng khoán các anh chị nha. em nghĩ là nó sẽ tiếp tục nó đánh lên nữa thôi chưa nó chưa bước vào một cái giai đoạn gọi là uh, chạy nước rút đâu uh, nó chưa bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút đâu hoặc là nó có thể là nó có chỉnh có lên có chỉnh gì đó ví dụ như giống như cái giai đoạn này này Đấy, nó cứ kiểu nó bò 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 đi lên xong nó chỉnh lại một phiên nó chỉnh lại một nhịp xong rồi nó lại tiếp tục nó bò lên Đấy, thì em đang nghĩ tới cái giai đoạn này thì sau khi cái quá trình mà tích lũy ở đây này đánh lên này bò 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 bò, bò lên như thế này này À, kiểu nó không tích lũy lại nhiều và sau đó là nó như nào à, nó gãy rủ mạnh xuống một nhiều cái rồi nó mới bắt đầu nó đi lên ngay cả cái đoạn trước này này cái sóng thứ nhất của nó nó không bao giờ là một cái sóng mà nó đủ mạnh cả nhưng mà nó vẫn sẽ là một cái đoạn sóng là tương đối là 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 khỏe có thể ăn được từ những cái vùng nền ở đây đi chẳng hạn nha vùng nền ở đây hồi đó thì mấy mười chấm năm thì nó có thể lên được khoảng tầm là sáu mươi bảy mươi phần trăm này các anh chị mới thấy không ạ à? nhưng mà sau đó thì nó sẽ chỉnh lại nó sẽ chỉnh lại bao nhiêu à nó sẽ chỉnh lại đâu đó khoảng tầm là hai mươi hai phần trăm À, có mã tới tận là 30 35 phần trăm rồi sau những cái nhịp chỉnh như vậy thì bắt đầu nó cân bằng và nó như nào ạ à, nó rủ bỏ xong nó cân bằng và volume nó cực kỳ là thấp thì các anh chị ta sẽ đánh vào cái nhịp hai ở đây nên là khúc này này nó đang nó đang như thế nào ạ nó đang cho những anh chị nào mà nhà đầu tư nào cứ chốt lại xong là nó cứ kéo ngược lại nó tăng cứ kéo ngược lại nó tăng nó sẽ tạo ra những cái thói quen ấy cứ chỉnh là tăng cứ chỉnh là tăng kiểu kiểu như vậy đó ấy thì một lúc nào nó sẽ chỉnh mạnh hơn thì các anh chị ta mua vào là chúng ta sẽ lỗ tương đối là nặng trong ngắn hàng à nhưng mà em nghĩ rằng là với cái nhịp mà nó rủ càng mạnh như vậy thì cái sóng sau nó lại càng lớn đó nên là các anh chị chúng ta chú ý ở đây này nó mới chỉnh nhẹ lên nó sẽ bò 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 nữa cũng giống như ở đây này lên này nó bò 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 tiếp này anh chị thấy không nó bò tiếp này sau đó nó gãy thật là mạnh xuống hoặc là nhịp trước là nó sẽ gãy một cái nhịp rất là mạnh xuống dây trước này nó báo hiệu này rồi sau đó nó tiếp tục nó lại kéo lên thêm một nhịp nữa nhưng mà sau đó là cũng sẽ như thế nào à? nó rủ mạnh hơn kiểu kiểu như là vậy nha cho nên là mọi người để ý chút xíu Đợt này thì mình vẫn nghĩ là nó sẽ kéo một cái đoạn gọi là khá là FOMO lên. Rồi sau đó nó sẽ gãy về lại cái mốc cái mốc đường MA 200 để nó té lại đó. Những con nào mà vừa vượt được cái MA 200 á thì nó sẽ quay về nó té lại. Thì theo Tuấn, theo Tuấn là sẽ có cái 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 cái, cái, cái uh, khoảng thời gian ngắn hạn là khoảng tầm là một tháng nó sẽ gãy giống như cái giai đoạn này. Đó, giống như cái giai đoạn này này. Đó. giống như cái giai đoạn này. Khi mà nó vượt qua rồi này các anh chị. Đây, khi mà nó vượt qua được những cái ngưỡng kháng cự ở đây rồi nè bắt đầu nó gãy xuống nó test lại đó rồi hoặc là ở đây này lên này gãy này gãy xuống này test lại những cái vùng đáy trước này đó. đó. nên là các anh chị chúng ta cẩn thận nha thì cái đáy gần nhất ở đây á thì theo cũng thấy là phải là cái gì vùng à? chín chấm mấy vùng giảm mười này nha rồi coi một số nữa đi ssi cũng vậy nè ssi nó cũng sẽ rướng lên thôi nhưng mà kiểu gì em nghĩ là nó cũng sẽ có những cái động thái là nó như nào nó rũ bỏ lại mạnh Nha, nó rũ bỏ lại, sẽ có những nhịp nó rũ bỏ lại mà. Đó. mà rũ bỏ thì sẽ là cái cơ hội thôi, kiểu gì theo cái 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 cách đánh này của của những cái mã cổ phiếu và có sóng dòng như dòng chứng khoán á. Ha, chúng ta sẽ nhớ lại vào những cái thời điểm năm những cái năm vừa rồi chúng ta đánh những cái con sóng nó rất là lớn. Thì khi mà đi lên như vậy này, các anh chị có thấy không ạ? À? Đây chúng ta sẽ nhìn lại ở đây nhé. Khi mà nó đi lên như thế này này, nó đi lên một cách nó rất là chậm rãi và nó rất là từ từ cứ tạo nền đi ngang, tạo nền đi ngang rồi sau đó nó mới, như nào mà có những cái điểm mà nó gãy rũ, gãy rũ xong thì nó lại đi lên, đó, anh chị thấy không đi lên đây từ vùng nền ở đây, à lên cũng được hai mấy, ba mấy phần trăm nhưng mà nó rũ xuống rồi nó rũ cũng tương đối là khác, là, 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 là là mạnh đúng không, ấy nó cũng rũ tương đối là mạnh rồi sau đó lại tiếp tục nó đi lên, đi lên nó bắt đầu nó nhảy gấp ấp này, những cái nhảy gấp ấp này thôi, đó, bắt đầu nó cũng sẽ có những cái giai đoạn nó chỉnh rất rất là mạnh, đó, nó chỉnh rất là mạnh các anh chị đây sẽ bắt đầu nó thu hẹp cái biến động lại, nó đi lên lại tiếp. Và sau đó nó cũng sẽ có những cái cú gì ạ? À? à? những cái cú chỉnh xác ao trên cái con đường nó đi, cũng 10% cũng rác á ha. Nhưng nhưng mà sao ạ? À? Khúc trên đây mới là cái khúc mà nó quyết định cho các anh chị nhà đầu tư này. Đấy, nhiều khả năng là anh chị chúng ta sẽ bán ở cái khúc này bởi vì nó chỉnh tới 15 20% lận. Hoặc, hoặc thậm chí là hơn. À, nhưng mà cứ chỉnh xong thì nó lại kéo lên lại các anh chị. Bởi vì Tuấn nhớ cái đợt đó nha. Tuấn nhớ cái đợt đó là Tuấn bán ở đây. Tuấn bán ở đâu đâu cái nhịp này này Đấy, à, Tuấn bán đâu đâu ở cái nhịp này này Rồi sau đó là nó có tăng lên tiếp thì Tuấn cũng khá là tiếc Nhưng mà sau đó Tuấn nó nó giảm lại thì Tuấn lại không tham gia vào Mà khi đó là, là tham gia vào những cái mã cổ phiếu khác Ví dụ như là vậy à, Hoặc là nó cái cái những cái mã cổ phiếu này nó không tăng mạnh bằng Cái thời điểm mà tháng 7, tháng 8 là bắt đầu là cái sóng chứng khoán là nó ngừng lại Hoặc là nó chỉ tăng rất là ít thôi Thay vào đó là cái nhóm gì ạ? À? À, cái nhóm bất động sản cái chị Đây, cái tháng 7 năm 2021 nha coi lại này con những con như đích rồi như con sale này lúc đó là mình nhớ là mình đánh dòng bất động sản nhiều hơn đó các anh chị mà thấy không ạ à? những cái thời điểm mà cuối năm 2021 là con đại sóng thần của gì à? dòng bất động sản ấy thì lúc đó là mình 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 tập trung mình đánh bất động sản hơn à có lúc đó có đánh đích này nhưng mà đánh đích thì mới có được tới nửa đường cái rồi là bán mất tiêu rồi nó <laughs> kiểu kiểu như vậy các anh chị rồi thì đó là về nhóm dòng chứng khoán các anh chị ha thì chúng ta tiện đây chúng ta nói luôn bất động sản thì hôm nay bất động sản cũng có vài mã cổ phiếu nó đã vượt được uh, lên và tiếp tục vượt được cái vùng đỉnh rồi ấy thì nó tiếp tục nó đánh lên với cái những cái nền ngắn như thế này này thì các anh chị ta sẽ nó bắt đầu nó đẩy nền lên những con nhiệt đích này nó cũng sẽ bắt đầu nó đẩy nền lên các anh chị ha đấy khá là tốt đấy và cứ cái target thì các anh chị ta cứ nắm giữ thôi em nghĩ nếu mà đợt này ráng đẩy lên thì nó cũng sẽ đẩy lên được 25, 26 nhá rồi coi tiếp dòng uh, bất động sản thì có sale hôm nay sale thì lại giảm nhẹ hơi 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 nặng chút xíu nhưng mà nó đang hấp thụ lại ở những cái vùng đỉnh như thế này thì theo tuấn nghĩ là nó cũng sẽ ráng nó lên thôi nếu mà nó nó đánh theo cái cách này nó cứ chỉnh xong nó lên nó cứ chỉnh xong nó vượt lên chứ nó không có còn đi ngang theo cái cách này các anh chị có hiểu không ạ nó cứ chỉnh xong nó đi lên nó cứ chỉnh xong nó đi lên nó test lại đỉnh xong nó rủ nó test đỉnh lại xong nó rủ rồi nó vượt đỉnh xong nó lại tiếp tục nó tạo đỉnh mới thì nó lại tiếp tục nó rủ lại cái nữa nó cứ kiểu như vậy ha à. rồi những cái con Benny trong nhóm này nó cũng bắt đầu nó lên rồi này drh này rồi à, long đi hôm nay cũng bắt đầu à, dạo gần đây cũng thanh khoản cũng kinh khủng khiếp luôn rồi ấy là bắt đầu là cho thấy là tạo đáy mà đi lên đấy Độ lái họ gom hàng con tdh này tăng trần mấy cây liên tục liên tục luôn như này rồi ấy thì benny bữa giờ là cái sống của nó rất là khỏe rất là mạnh ha các anh chị ha M nhưng mà Tuấn không đánh được bởi vì sao ở cái vị thế và cái cái dòng tiền và, và tiền của mình ở trong cổ phiếu trong nhóm dầu hết trơn rồi đó, trong, trong nhóm dầu hay là trong nhóm dòng chứng khoán hết trơn rồi đấy thực sự là bên bây giờ ở trung khách hàng của Tuấn là toàn cầm dầu với cầm chứng khoán không mà chủ yếu à. à, đấy còn một số anh chị nhà đầu tư vẫn có thể là cầm đầu tư công nữa đó, đấy rất là 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 là, là ok khi mà Tuấn hướng tới cho các anh chị nhà đầu tư là cái gì à? cái tư duy đánh sóng dòng, đấy, cái tư duy đánh sóng dòng mà chúng ta hạn chế chúng ta à, thèm khát những cái con cổ phiếu penny như thế này, đấy có thể là nó giúp cho các anh chị chúng ta à, đổi đời một cách nhanh chóng nhưng mà sao ạ? À? Nó cũng sẽ lấy đi các anh chị chúng ta toàn bộ những gì các anh chị chúng ta gặt hái được trong cái khoảng thời gian ngắn ngược trở lại à nếu mà các anh chị chúng ta không biết quản trị và chúng ta không biết vì sao nguyên nhân gì mà chúng ta lại mua và chúng ta lại bán kiểu kiểu như vậy. À, cứ cái vòng lặp như đó như đó thì các anh chị chúng ta cứ 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 như nào ạ? À? Cứ quản trị được giúp em, mua được ok có lãi thì tốt. Nhưng mà sao à? Phải quản trị được, phải 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 giữ được cái lãi đó thì nó mới ok chứ mà hả ừ bây giờ thì vui đó bây giờ thì thì lãi đậm đó lãi to đó nhưng mà đến lúc mà hả cứ nhảy ra phập ra phập vào đúng là những cái cổ phiếu đó rồi kiểu gì nó cũng nhốt cho con đọt à đấy rồi lúc đó lại không biết tại sao là có nên bán hay là không lỡ biết đâu mình bán xong rồi nó chỉnh chút xíu rồi nó lại lên kiểu kiểu như vậy rất là nhiều cái tâm lý nó sẽ xảy đến với các anh chị chúng ta thì tới lúc đó các anh chị chúng ta sẽ có câu trả lời các anh chị ha rồi rồi tiếp theo này có thêm nhóm dòng à, dịch may cũng bắt đầu có những cái tín hiệu đó này xuất nhập khẩu đúng không ạ? À? Đấy có những cái ý tưởng mà Tuấn cũng đã đang đề cập tới cho các anh chị chúng ta. May sông Hồng mà bắt đầu nó cũng lên thì đấy, bắt đầu cũng sẽ cho thấy những cái điểm lên rồi đấy, tạo ra những cái cú mà như nào ạ? À? Đây là những cái cú spring này, đấy, kiểu gì nó cũng sẽ lên. Tuấn nghĩ là kiểu gì nó cũng sẽ sớm lên thôi. Rồi TNG cũng bắt đầu có những cái điểm anh hướng lên rồi ha. VGT cũng tương tự như vậy. Rồi, rồi rồi từ từ nó cũng sẽ lên hết thôi. Nhóm nào cũng lên hết thôi. Trước hay sau thôi các anh chị rồi dòng yếu kém như là dòng phân bón đạm này nó rồi nó cũng sẽ lên này nó hóa chất cũng vậy đó rồi nó cũng sẽ sớm nó lên thôi D C cũng sẽ lên thôi à, nó yếu thì nó yếu thì nó nó, nó cũng sẽ lên con lát này tốn có một bữa tốn cũng có nói trong vùng khách hàng ở cái vùng giá 10.3 đến 10.5 ở đây thì bắt đầu bây giờ nó cũng sẽ kéo lên rồi đó nha có con DDV này cũng là bắt đầu gần như test đỉnh này cái con DDV này thì tốn thấy cái mẫu hình của nó là đang là ok nhất trong nhóm phân bón như là hóa chất đó anh chị chúng ta có thể tham khảo con DDV này nha anh chị chúng ta có thể tham khảo con DDV này nó đang test cung lại ở những cái vùng đỉnh như thế này nè nó đang hấp thụ này Đấy. thì nó sẽ sớm nó đánh thôi Các anh chị chúng ta lưu ý ha rồi ok tiếp theo khu công nghiệp khu công nghiệp hôm nay là Ita nó có game thì nó cứ đánh thôi các anh chị có hàng thì cứ nắm giữ xem sóng Benny nữa thì thôi nó vô đối luôn rồi rồi KBC cũng đóng cửa mức gần như cao nhất phiên và cũng như là thậm chí là tôi không thấy là à bắt đầu dòng tiền vào nó vượt đỉnh rồi test lại cái cái đường uh, neckline ở đây đó nó té lại ở đây này hợp lý chưa lên này té xuống này bắt đầu chạy lên này đấy, như một cái sách giáo khoa vậy đấy các anh chị nó sẽ lên tiếp đấy, trong khi đó là con bé rồi nó cũng đã test nó vượt rồi tuấn đã khuyến nghị cho mọi người từ những cái điểm mua là 43 cho tới 44 đúng không ạ thì bắt đầu nó đã đi lên rồi nó vượt đỉnh rồi cứ thế các anh chị chúng ta cứ cầm cho tuấn đi ha không việc gì phải ngại cả rồi EJC nó cũng bắt đầu đi lên nó test nó cứ lên nó test nó xong nó lên nè nó rủ xong nó lại lên nè các anh chị chúng ta cứ yên tâm chúng ta cầm VGC là cái con cũng khỏe hơn hết này hôm nay VGC mà đánh bốn năm phần trăm như vậy á, là nó đang cực kỳ là khỏe các anh chị ơi nó đang cực kỳ là khỏe cứ thế chúng ta nắm giữ chẳng có vấn đề gì cả nhé thì chúng ta vẫn sẽ về lại cái target đâu đó vào vùng 43 cho tới vùng 43.5 đó nó về nó test lại cái đỉnh thì nó có thể nó tích lũy lại ở phần trên này nhé nhìn chung khu công nghiệp cũng khá là ổn có GVR hôm nay cũng 3,3 phần trăm mà Ồ, cũng hay ha. con này bình thường nó cũng nặng lắm ấy, nhưng mà nó cũng đã kéo được thị trường như thế này là là là, là là, là là dòng tiền vào cũng tương đối là khá chứ không phải là không đâu các anh chị ha. đấy rồi à, chúng ta tiếp theo chúng ta coi à, dòng à, vật liệu xây dựng vật liệu xây dựng thì hôm nay à có con gỗ là TTF này đăng trần này bên bê đi này khiếp nha. đấy rồi gì nữa à, đầu tư công nha vật liệu xây dựng thì chúng ta nói đầu tư công luôn HT1 đây đấy, vẫn sẽ có những nhịp chỉnh này nhưng mà sau nhịp chỉnh này thì khả năng cao thì cổ phiếu nó sẽ bật tăng lên lại cái gì À, Tốn vẽ trước cho các anh chị thấy luôn này gặp lại cái đỉnh trước này đúng không chỉnh lại cái chỉnh xong thì nó khả năng cao nó sẽ bật lại rồi KSB nó cũng tương tự nó đang đi ngang nó tích lũy lại thôi nhưng mà cái volume ở đây hơi lớn này những cái nhịp như thế này á, volume của KSB nó lớn quá nên là mình cũng không biết phân tích một cách nó nó nó, nó trực quan như thế nào nha trực quan và khách quan nó như thế nào để mà tốt nhất nhưng mà kiểu gì thì tôi cũng thấy nó cũng sẽ có khả năng nó đánh lên BLC vẫn khá là tốt này cứ giữ đó cho tuấn nha nó chưa có đạt những cái điểm mà báo bán đâu nha cứ đạt cứ cứ giữ đó nó phải chạy thêm một nhiều nữa ít nhất nó có thể lên được 40 thì canh lên 40 chúng ta chốt sau cũng được hoặc là các anh chị chúng ta cứ dùng cái phương pháp chúng ta chặn lãi thôi nha ưu tiên cái phương pháp chặn lãi ngay cái lúc này rồi à, tuấn sẽ nói hết rồi sau đó tuấn nói đến dòng dầu khí các anh chị rồi bán lẻ thì bán lẻ có đi chưa cũng bắt đầu tạo đáy rồi theo tôi thấy là đi những cái dòng bán lẻ như là đi chưa frt cũng bắt đầu tạo đáy đi lên rồi À, G nó nặng như thế này mà nó vẫn còn khả năng tạo đáy thì kiểu gì nó cũng sẽ đi lên thôi. Con pet này thì nó khỏe hơn chút trước chút, chút này. Đấy, con pet này cũng khá là đẹp, nó tích lũy nền ở đây, bắt đầu đẩy giá đi lên. bữa là hình như là có trao tay cái tự doanh với nhau hay sao, không biết là nó có phải là nó 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 trao hàng cho trao đội lái hay là không ha. Nên là, là các anh chị chúng ta phải chú ý thêm con pet này. Rồi ok, à, tiếp theo là có thép, thép thì dạo này hơi bị tiêu cực một chút xíu À, thép dầu này bị tiêu cực chút xíu là có HSG là trong phiên ngày hôm qua là bị có cái thông tin là cắt cái margin, đấy cho nên là nó hơi xui chút xíu thôi, nha, yeah. nó hơi xui một chút xíu, đấy nó hơi xuôi chút xíu nhưng mà theo tôi thấy thì nếu như mà đợt này mà không kéo lên ngược trở lại á, thì nhiều khả năng là nó sẽ thủng, nha, yeah. nhiều khả năng đợt này nó sẽ thủng rồi cộng thêm với lại cái giá thép trên thế giới nó đang thực sự nó không có ủng hộ cái cổ phiếu thương mại như là, là hoa sen hay là nam kim còn những cái thằng sản xuất á thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng nhiều hơn thì cái tập trung sản xuất thì là như hàng hòa phát á nó sẽ bị ít à, ảnh hưởng nhiều hơn và nó đang vẫn ăn trong cái quá trình tích lũy thôi thì trong cái quá trình tích lũy này tuấn lại cảm thấy nó giống như cái trong cái, 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 cái những cái đợt mà nó tích lũy như thế này nó đi ngang nó đi ngang miết luôn này này đấy nó cứ đi ngang đi ngang đi ngang đây này những cái vùng kiến tạo của cổ phiếu nó đi ngang cực kỳ là lâu À, nó cực kỳ là lâu luôn các anh chị đến khi mà nó có sóng á đây này nó đi lên đi lên xong nó gãy cái bụp xuống cái nó gãy cái bụp xong xuống cái nó về lại cái đáy trước này nhiều khả năng thì tôi nghĩ là à, có thể là có thông tin xấu gì đó nó về lại cái đáy trước ở đây Mọi người thấy nó cũng kéo lên rồi giật xuống rồi kéo lên rồi giật mạnh xuống này nó về lại cái đáy gần trước của nó này rồi sau đó nó mới đi lên ha à, cho nên là mình sẽ xem xét thêm các anh chị nhá mình sẽ xem xét thêm đối với lại nhóm dòng thép này hiện tại thì mình chưa có đánh nhóm dòng thép này khó nói chung là khó 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 đi lên các anh chị Nha. chờ thêm thôi chưa biết được nói chung là chờ thêm thôi rồi cuối cùng là sẽ là cái nhóm uh, dòng uh, uh, dầu khí và tuấn sẽ nói thêm nhóm ngân hàng nữa thì dầu khí thì hôm nay thì nói chung là cũng chỉnh nhẹ test nhẹ lại bình thường thôi hôm bữa mình hô hô hơi quá cho nên là nó không breakout ao được phiên thì thứ, uh, thứ 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 ba vừa rồi đúng không phiên thứ ba vừa rồi nó đánh lên khá là đẹp ở phiên atc nhưng mà thường là đánh atc là nó sẽ không bao giờ uy tín hết trơn á Đấy. thì không uy tín là các anh chị chúng ta cũng thấy rồi, Phiên nghiệm sau nó nổ lên xịt này, xịt xong rồi lại thì quay lại chỉnh thế thôi. Chỉnh lại xong thì có thể tạo ra cái nền hoặc là nó cứ bò 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 vậy đó. Đó. Ông BVC này, rồi BVD cũng tương tự vậy, nó vẫn đang tạo ra những cái vùng nền. Đấy. nói chung là khá là ổn thôi chứ không có vấn đề gì nha. Cứ thế chúng ta nắm giữ. Rồi BVS cũng vậy nha, BVS nó chưa tạo ra những cái điểm hưng phấn quá đà đâu. Các anh chị chúng ta cứ nắm giữ đi nha. Có con này là úi rồi nhắc tới cái câu chuyện BSL Câu chuyện là gì à, 120 triệu, đúng không, mua 120 triệu tương ứng với lại là 2.000 cổ phiếu ở giá vùng giá xấu Cho tới nay các anh chị chúng ta đã có thể là có lãi được khoảng tầm là 58% 58% này ứng với lại là 3,5 giá Chúng ta bỏ ra chúng ta mua 20 000 và nhân cho 3,5 giá là chúng ta đã có 70 triệu à, Chúng ta bỏ ra 120, bài toán rất là đơn giản, bỏ ra 120 và chúng ta thu đang thu lại ở đâu đó khoảng tầm là à 70 triệu rồi sắp nhân sắp nhân đôi rồi các anh chị ha mới mới nhân có một rưỡi thôi à, mới lời hơn được nửa thôi đấy thì đó các anh chị ta thấy được những cái cổ phiếu này nó đang cực kỳ là khỏe bởi vì nó đang có sóng penny mà nha à, nên là bắt đầu nó tạo ra những cái khoảng trống ở trên đây này đấy thì các anh chị ta càng cẩn thận nó cũng đã sắp sắp mé mé rồi đó ha cũng mé mé rồi ngoài ra có một con này cũng trong nhóm dòng dầu khí nó cũng ảo ma lắm đó chính là con bh ở đây đó ai nghĩ ra đây này nó nó chết nó sập đúng không nó kéo lên đoạn cửa kéo lên đoạn nữa bắt đầu nó có chỉnh lại này, ai bán ở đây thì xui xui bán ngay cái đấy luôn. Bán ngay cái đấy xong nó lại tiếp tục nó vượt lên, đó, kiểu kiểu như vậy ha. Cho nên là anh chị nào mà có hàng cứ nắm giữ đi, đừng có vội, đừng có nóng gì hết trơn á. Tiếp tục là chúng ta sẽ chứng kiến một cái sóng ngành rất là to bự của nhóm dầu khí đó, anh chị nha. Chúng ta lưu ý điều đó. Rồi cuối cùng là nhóm ngân hàng thì có cái cái mã cổ phiếu nào nó cho cái cơ hội ở thời điểm hiện tại hay là không? thì à, hoặc nhìn thì chúng ta vẫn có thể thấy là tuấn bữa đó là tuấn cũng có nói với các anh chị chúng ta là nhóm chứng khoán à, nhóm ngân hàng là cái cổ phiếu gì ạ à? à? cổ phiếu eib này đấy hoặc là trong cái video cuối tuần thì tuấn cũng đã có nói là cổ phiếu eib này đang tạo nên cũng tương đối là đẹp à rồi ngoài ra có hd banh cũng đang khá là ổn đấy nên là các anh chị chúng ta hãy chờ thêm hd banh con này nó hơi bao cung chút xíu còn con uh, eib -E là cũng bao cung luôn Ở có liên việt cũng nghĩ là tuấn nghĩ nó cũng sẽ bắt đầu nó có khả năng là nó kéo rướng lên nó có thể nó kéo rướng lên đây này nó có thể nó kéo rướng lên 14.8 cho tới vùng 15 luôn á rồi sau đó nó có thể nó chỉnh nhẹ lại vùng 14.5 để nó tạo nên là nó đi ngang quanh trước khi mà nó vượt được cái ngưỡng cái ngưỡng ở cái vùng như nào à Đấy. cái ngưỡng ở vùng đeo trên về dài hạn như này cái trên line giảm giá về dài hạn như này này đó thì nó sẽ sớm nó vượt thôi con ngày khả năng cao nó sẽ vượt anh chị nha MBB hôm nay cũng test cung đúng không nha à, MBB hôm nay test cung cũng khá là ổn mà Bữa giờ là cái đường MA200 này này, Nó bị khẩn lại ở đường MA200 rất là nhiều lần Đấy, Cứ lẽ mà lên chút xíu là bị bán ngược lại dưới vùng MA200 Nhưng mà sau khi mà cái quá trình mà Tốn thấy là nó test cũng tương đối là đủ rồi đấy Ở nhịp này này Thì Tốn nghĩ là đợt này nó sẽ đánh vượt lên Mà nó đánh vượt lên thì nó sẽ tạo ra những cái điểm là LBS và SOS lên đây Nha Nhiều khả năng là trong vòng thì Tốn cũng có chia sẻ với các diễn ta rồi đấy Thì khoảng tầm là một tháng tới hoặc là hai tháng tới là nhóm ngân hàng nó sẽ đánh nha. nên là các anh chị chúng ta lưu ý, cái nhóm này thì có những cái mạng cổ phiếu Bendy hoặc là những cái mã nhỏ nhỏ đi trước rồi. ví dụ ocb hôm nay tăng 6%, rồi ai à, 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 có tiban là dẫn đầu này. tiban là con này là con dẫn đầu các anh chị. Ở khiếp mà nó ấp, nó tăng mà nó cứ tăng chỉnh, tăng chỉnh, tăng chỉnh, cứ thế là nó kéo dài từ thời điểm là tháng 12 cho tới nay rồi. Đó, kinh khủng ha, mặc dù nó không lên nhiều nhưng mà nó vẫn là cái con mà nó giữ cái tỷ suất lợi nhuận tương đối là khá cho đến thời điểm hiện tại. nha rồi VIP cũng là một cái mã cổ phiếu anh chị chúng ta rất là dễ và đáng chú ý được này nha nếu mà ngày mai các anh chị chúng ta có thể mua mà mua để mà kỳ vọng nó đánh Breakout nó đạt được một cái phiên Pivot đó thì chúng ta sẽ lấy là VIP nha con VIP này khỏe tốt ấy nhìn cái thế này là tôi nghĩ là nó sẽ có lên đấy nha rồi STB cũng vậy này STB cũng chỉnh test lại thành công này đấy ha, test lại cung thấp như thế này là khả năng cao nó sẽ đánh Breakout được nếu như mà cái dòng tiền nào mà nó đạt đâu đó khoảng tầm là 25 cho tới 30 triệu cổ phiếu nó đánh vượt đỉnh là quá là đẹp Đấy, kiểu kiểu như vậy nha họ có thể nó sẽ chỉnh đi ngang một vài phiên nữa không biết được nói chung là các anh chị ta cứ sẵn sàng thôi nha cứ sẵn sàng thôi acb vừa chia cổ tức ngày hôm nay nói chung là cũng khá là khó nói khi mà khi mà vừa mới chia cổ phiếu xong và cũng như là cái uh, lượng thanh khoản nó đột biến bất thường như vậy thì cũng sẽ khó đánh giá như vậy nha cũng khó là đánh giá À nên là các anh chị nào có hàng thì tuấn vẫn khuyên là mọi người cứ nên trung thành với cổ phiếu thôi nhé Rồi ok, à, chắc cũng không còn gì để mà có thể phân tích cho các anh chị chúng ta cả, được chưa? Rồi ha, thì cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay của Tuấn thì hy vọng rằng Tuấn sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta trong cái quá trình đầu tư sắp tới nhé. Thì hiện tại thì Tuấn vẫn giữ BVD thôi, không thành vấn đề. BVD với lại với GBP, ai con này chết rồi lộn 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 lộn. Đó là tài khoản của của ba, nói chung là ba đánh chắc rất là chạy đi. ấy thì mình vẫn còn nắm giữ BVD và VGI các anh chị. ấy VGI thì hơi hơi bị lặng nhằng chút xíu. ấy nhưng mà hôm nay cũng test test lại được rồi, cũng đang bắt đầu chạm lại. Những cái đường MA 200 ấy nó không vượt được là cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà mình vẫn kỳ vọng là hầu hết nó sẽ vượt được MA 200. Thì chúng ta sẽ như thế nào ạ? À? Chúng ta sẽ, sẽ sẽ cố gắng là chúng ta vượt qua được cái ngưỡng vùng 24 ha. À. Để nhìn chút xíu nữa ở cái chạc tuần và chạc tháng đi này, này bữa là kết tháng năm đúng không ấy kết tháng năm nó kết cũng khá là đẹp như thế này thì tôi nghĩ nó sẽ vượt được nếu mà nó vượt được thì nó khả năng cao về lại vùng uh, 28 cho tới vùng 30 đấy, để coi mấy con banh với lại con dòng chứng khoán này ví dụ dòng chứng khoán mà chạc tháng vừa rồi thì nó hơi 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 xấu chút xíu và bởi vì nó chuẩn lại nó gặp lại cái gì à? cái kháng cự của chạc tháng cái gì ha nó gặp lại những cái kháng cự của chạc tháng đấy nó gặp lại kháng cự của chạc tháng này À, BSI này BSI cũng bắt đầu là chưa đâu ha khả năng cao là cái chạc tháng của nó phải lên tới tầng là 35 36 ở FTS này ấy FTS cũng phải là 34 35 Đấy, mới là cái 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 cái, à? cái kháng cự ở chạc tháng đó chị thì có thể nó sẽ nhích thêm được miếng nữa nha nó sẽ nhích thêm được miếng nữa đây con này ví dụ như là chạc tháng của nó là 15.5 sẽ là maximum cho nên là cái biên độ đợt này của dòng chứng khoán thì các anh chị chúng ta cứ đinh đinh là có thể thêm được khoảng tầm là 7 đến 8 phần trăm rồi thêm cổ phiếu VND này thì có thể là lên được 19, có thể là lên được à, 20, 19, 20 các anh chị. Nha, một nửa của cái cây giảm lớn này. Đó, à, 19, 20. Quanh quanh đó thôi, HCM, HCM cũng đang gặp lại rồi. Sẽ khá là khó để mà nó vượt được cái gì à? cái vùng 28 này. Đấy, tốn tính là như vậy, nó sẽ khá là khó để mà nó vượt được cái ngưỡng vùng 28 này. Còn nếu mà nó vượt được á, thì kiểu gì nó cũng có thể đánh lên được 32, hoặc là 33, 30, 31 gì đó à, 30 cho tới 32 Đấy, kiểu gì thì 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 uh, nếu mà uh, HCM mà nó vượt được cái ngưỡng ở vùng 28 này thì nó sẽ lên được 30 cho tới 32 các anh chị nhá rồi thì chúng ta cứ mở cái chặt tán lên thì chúng ta sẽ thấy được những cái kháng cự của nó tương đối là dày á nhá chặt tuần cũng vậy nha chặt tuần hiện đang vẫn đang tích lũy trở lại thì nó sẽ có những cái giai đoạn tích lũy thì nó tốt thôi thì đây là cái nền số 3 của con HCM này Đấy, thì nó sẽ có thêm thời gian nó tích lũy thì nó sẽ càng có thêm thời gian để nó đánh vượt đỉnh ở những cái giai đoạn tới một cách nó thanh thoát hơn các anh chị nhé rồi cảm ơn các anh chị một ta một lần nữa và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo và đừng quên là hãy nhớ nhấn nút like video này cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để mà ủng hộ tốn nhiều hơn nhé cảm ơn các anh chị ta rất là nhiều và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta vào video cuối tuần peace